đàn ông đó là giết giết đàn ông mà mấy người mà có rau có đồ á, cô thấy cô sợ á, cô tưởng tượng. 작전을 하다 보니까 피해를 입었는데 어찌 월남전이 끝난 50년 된 지금에서 이런 얘기가 있을 수 있습니까? 또 대한민국에 대한 손해배상 청구의 소에 대한 제1차 논의를 시작하겠습니다. Việt Nam đã nhiều tổn thống tốt lại. Thì lúc đó cô không muốn sống một xíu nữa, vì là gia đình mình đã mất hết. Thì 용기 내주셔서 이렇게 한국까지 와주셔서 정말 감사하다고. 성공.